chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thế Kỷ M2. Con người liệu có đơn độc trong vũ trụ này hay không? Đến nay vẫn chưa có ai trả lời được. Thế nhưng với việc tìm thấy được những sự sống bên ngoài hành tinh của chúng ta, những nhà khoa học tin rằng có rất nhiều nơi có thể là nơi sống của người ngoài hành tinh. Bạn có muốn tìm hiểu những nơi này hay không? Hãy cùng nhau xách ba lô lên và đi thôi nhé! Top 8 nơi sinh sống của người ngoài hành tinh trong vũ trụ. Sao Hỏa. Sao Hỏa đang là một trong những hành tinh được giới thiên văn học quan tâm bậc nhất trong nhiều năm trở lại đây. Một phần bởi vì hành tinh này nằm ở khoảng cách khá gần so với trái đất, nghĩa là viễn cảnh con người có thể đặt chân lên đó là hoàn toàn khả thi. Lý do thứ hai nằm ở việc các nhà khoa học vẫn luôn tin tưởng rằng đã từng có sự tồn tại của sự sống trên hành tinh đó trong hàng tỷ năm về trước. Một số nghiên cứu trước đây cho thấy rằng Sao Hỏa từng là một hành tinh có khí hậu ấm áp và nước ở dạng lỏng, hai điều cần thiết để sự sống hình thành. Năm 2008, tàu vũ trụ Venus của Mỹ đã gửi về trái đất hình ảnh về những mẫu băng bên dưới lớp đất bề mặt của Sao Hỏa. Một năm sau, các nhà khoa học Mỹ phát hiện rằng khí metan có trong bầu khí quyển của Sao Hỏa, một dấu hiệu cho thấy hành tinh đỏ có thể vẫn đang duy trì sự sống. Vi khuẩn tạo ra khí metan là một trong những dạng sống sơ khai nhất trên địa cầu. Nếu như những dạng sống tương tự đang tồn tại trên bề mặt Sao Hỏa thì có lẽ chúng đang trú ẩn dưới bề mặt của hành tinh này. Đáng tiếc là robot thám hiểm của NASA hiện đang thực hiện nhiệm vụ trên Sao Hỏa không phải là một nhà sinh vật học. Do đó, sứ mệnh tìm kiếm manh mối của sự sống trên hành tinh này có lẽ sẽ tiếp tục là câu chuyện của tương lai. 7. Tinh vân Orion. Tinh vân Orion là một nơi hình thành các ngôi sao khá gần trái đất với khoảng cách 1.500 ánh sáng, đủ để các nhà vật lý thiên văn có thể nghiên cứu về nó. Nó là một trong những tinh vân sáng nhất trong vũ trụ có thể nhìn thấy bằng mắt thường vào ban đêm. Vào tháng 5 năm 2010, các nhà khoa học của đài quan sát Herschel của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu nhận thấy rằng tinh vân này có thể chứa các chất hữu cơ phù hợp cho sự sống tồn tại. Dữ liệu mà kính thiên văn thu thập được cho thấy nhiều loại phân tử có khả năng hỗ trợ sự sống đang tồn tại trên tinh vân Orion. Dù vậy thì phải mất hàng tỷ năm nữa để những phân tử này hình thành sự sống, nên đây chỉ có thể được coi là dấu hiệu của sự sống mà thôi. 6. Những hành tinh ngoài hệ mặt trời. Dải ngân hà chứa khoảng 400 tỷ ngôi sao và hành tinh, vì vậy rất có khả năng hàng tỷ thiên thể khác trong vũ trụ cũng chứa sự sống. Chúng ta mới chỉ khám phá được những hành tinh ngoài hệ mặt trời trong thập niên 90 của thế kỷ 20. Mỗi năm, giới khoa học lại phát hiện thêm hàng chục hành tinh có thể chứa các hợp chất hữu cơ. Ngoài ra, loài người vẫn còn vô vàn cơ hội tìm thấy các hành tinh khác thích hợp cho sự sống phát triển trong vũ trụ. Ví dụ như nếu tìm ra sự hiện diện của những ngôi sao giống như mặt trời trong các thiên hà khác, nó cũng có thể đang tạo ra các sự sống trên các hành tinh tương tự như trái đất trong thiên hà của chúng ta. Và khi tìm ra một ngôi sao như vậy, đồng nghĩa với việc con người có thể tìm ra những hành tinh có sự sống. Tàu không gian Kepler của NASA đã ghi nhận lại 134 hành tinh giống với trái đất ngoài vũ trụ. Theo ước tính của NASA, có khoảng 40 triệu hành tinh như thế có khả năng duy trì sự sống. Các hành tinh này cũng đang quay xung quanh một điểm theo quỹ đạo, giống như là quỹ đạo của trái đất quay quanh mặt trời. 5. Vệ tinh Enceladus của sao Thổ. Enceladus là vệ tinh lớn thứ 6 của sao Thổ. Các hồ sơ của tàu vũ trụ NASA Cassini cho thấy rằng Enceladus có thể chứa các dạng sống phức tạp. Khi tàu vũ trụ Cassini bay qua một trong những mạch nước ngầm sinh ra băng và khí của Enceladus vào năm 2005, nó phát hiện carbon, hydro, nitơ và oxy ở đây. Đây là các nguyên tố cần thiết để nuôi dưỡng các sinh vật sống. Ngoài ra, nhiệt độ và độ đặc của không khí trên bề mặt thiên thể này cũng cho thấy nó có thể chứa nguồn nước ấm bên dưới bề mặt. Tuy nhiên, giới khoa học vẫn chưa có bằng chứng nào xác nhận sự sống hiện diện nơi đây. Trên trái đất, các vi sinh vật tồn tại trong những điều kiện khắc nghiệt được tìm thấy ở những miệng núi lửa, dưới biển và trong những lớp băng ở vùng Nam Cực, nơi không nhận được ánh sáng của mặt trời. Vì vậy, các nhà khoa học hy vọng rằng những vi sinh vật như vậy cũng tồn tại trên Enceladus. 4. Vệ tinh Titan của sao Thổ.
Titan nằm ở vị trí không nhận được ánh sáng mặt trời nên nhiệt độ bề mặt của nó thường xuyên ở mức là âm 190 độ C. Nó cũng là vệ tinh lớn nhất của sao Thổ. Theo các nhà khoa học vũ trụ thì các hành tinh lạnh như Titan rất có thể sẽ xuất hiện các tổ chức sống. Vào năm 2005, tàu thăm dò không người lái Huygens của NASA đã phát hiện chất giống như là metan dạng lỏng trên bề mặt của tiểu hành tinh này. Vào tháng 5 năm 2010, tàu vũ trụ Cassini của NASA cũng phát hiện Titan chứa một hỗn hợp hydro và acetylene. Nếu sự sống tồn tại trên Titan thì điều đó có nghĩa là sự sống vẫn có thể hiện diện trong môi trường hoàn toàn khác địa cầu. Do đó chúng ta phải xem xét lại mọi hiểu biết về hoạt động của sự sống và cũng cần xem xét lại những hành tinh mà chúng ta đã từng bỏ qua. 3. Vệ tinh Callisto của sao Mộc. Callisto là vệ tinh tự nhiên lớn thứ hai của sao Mộc. Các nhà khoa học vũ trụ gọi nó là mặt trăng chết cho đến khi phát hiện ra sự hiện diện của nước trên hành tinh này, và từ đó người ta cho rằng trên Callisto vẫn có thể xuất hiện những sự sống từ đơn giản đến phức tạp. Câu chuyện xảy ra vào năm 1996 và năm 1997, tàu vũ trụ Galileo của NASA đã bay qua vệ tinh lớn thứ hai của sao Mộc này và nhận thấy từ trường của Callisto đã có sự thay đổi. Năm 2001, tàu Galileo phát hiện một tiểu hành tinh trăm và Callisto hình thành lòng chảo và hala. Thông thường, những va chạm lớn như vậy sẽ tạo nên những chấn động mạnh lan khắp hành tinh, nhưng tàu Galileo lại không ghi nhận được bất kỳ tác động nào. Điều này khiến các nhà khoa học đưa ra giả thuyết có một đại dương đã làm giảm tác động của vụ va chạm. Do sự hiện diện của nước đồng nghĩa với sự sống, các nhà thiên văn học tin tưởng rằng nếu có một đại dương như vậy thực sự đang tồn tại trên Callisto, thì những dạng sóng phức tạp cũng có thể đang có mặt trên đó. 2. Vệ tinh Europa của sao Mộc. Europa là một trong những vệ tinh tự nhiên của sao Mộc. Nó cũng là vệ tinh có bề mặt mịn nhất trong hệ mặt trời. Giới khoa học dự đoán thiên thể này có chứa những vi sinh vật đơn giản và cả các dạng sóng phức tạp. Trong nhiều năm, họ tin vào giả thuyết rằng có một đại dương chứa oxy nằm bên dưới bề mặt đóng băng của Europa. Trong một nghiên cứu vào năm 2009, chuyên gia Richard Trimble của trường Đại học Arizona tại Mỹ đã ước tính rằng lượng oxy trong đại dương dưới bề mặt của Europa đủ lớn để duy trì sự sống cho khoảng 3 triệu tấn vi sinh vật. Ngoài ra, còn có một số bằng chứng khác về sự sống tại đây, như là vệ tinh Europa có bầu khí quyển chứa oxy, có chứa một đại dương ngầm, có thể hỗ trợ sự sống dưới nước vì giàu hóa chất. Chưa kể đến sự hiện diện của các khoáng chất khác trong các tảng đá nơi đây cũng góp một phần vào bằng chứng về giả thuyết cho sự sống trên hành tinh này. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa một ai chắc chắn về tất cả. Những hành tinh gần ngôi sao khổng lồ đỏ. Trái đất là nơi lý tưởng cho sự sống bởi vì vị trí của nó không quá xa và cũng không quá gần mặt trời. Nếu như quá gần thì nước trên hành tinh của chúng ta sẽ bốc hơi hết, còn nếu như quá xa thì trái đất sẽ là một nơi lạnh giá khắc nghiệt, khiến nước chỉ có thể tồn tại ở dạng băng. Và như tất cả những gì chúng ta đều biết, việc nước ở dạng lỏng là nguyên liệu cực kỳ cần thiết đối với sự sống của một hành tinh. Trước khi một ngôi sao đỏ chết đi, nó sẽ nở thành một khối cầu khổng lồ với kích thước và độ sáng tăng rất nhanh, sau đó nổ tung. Nó phóng ra ngoài không gian những phóng xạ có thể làm một hành tinh lạnh giá ấm lên. Năm 2005, một nhóm chuyên gia thiên văn quốc tế phát hiện rằng nếu như những tia sáng từ một ngôi sao như vậy chạm tới bề mặt của những hành tinh băng giá thì bề mặt đóng băng của hành tinh ấy sẽ tan chảy tạo thành thể lỏng, tạo nên cơ sở cho sự sống trên hành tinh. Và vì vậy, những hành tinh nằm gần những ngôi sao khổng lồ đỏ vẫn có thể trở thành nơi có sự sống xuất hiện. Bạn thấy chủ đề ngày hôm nay như thế nào? Có đủ hấp dẫn và thú vị hay chưa? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới nếu muốn tìm hiểu về một chủ đề nào khác. Đừng quên like, share, subscribe và nhấn chuông cho kênh của chúng mình nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại!